Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trở nên rất nổi tiếng. Vì quá nổi tiếng nên họ thường xuyên bị một số cá nhân, tổ chức lợi dụng hình ảnh của họ để kiếm tiền. Mới đây trên mạng xuất hiện thông tin, gần đây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kiện công ty ở Hàng Châu về tranh chấp trách nhiệm pháp lý vi phạm Internet. Thông tin cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng Châu Nguyên Nguyễn đã bị khởi kiện bởi nguyên đơn Tiêu Chiến hai lần. Tiêu Chiến đã kiện cửa hàng trực tuyến và công ty đang sử dụng hình ảnh của anh để bán quần áo giả. Các phiên tòa đã được mở lần lượt vào tháng 1 và tháng 3, nhưng công ty này vẫn không dừng lại. Sau đó Tiêu Chiến tiếp tục đưa đơn khởi kiện công ty quần áo Nguyên Nguyễn. Phiên điều trần sẽ diễn ra tại Tòa án Internet Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 6 tới đây. Không chỉ vi phạm hình ảnh của Tiêu Chiến, công ty này còn vi phạm hình ảnh của Vương Nhất Bác, và hiện tại cả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều đang khởi kiện công ty này. Công ty quần áo Nguyên Nguyễn bị khởi kiện bởi nguyên đơn Vương Nhất Bác và phiên điều trần sẽ diễn ra tại Tòa án Internet Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 5 tới đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng Châu Nguyên Nguyễn là một công ty sản xuất và bán quần áo. Tôi đã xem qua các bộ trang phục từ trên trang bán hàng điện tử của công ty này. Họ sản xuất những mẫu quần áo giống của Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác. Sau đó công ty này đăng hình ảnh sản phẩm bán trên các trang bán hàng trực tuyến và có đính kèm theo hình ảnh của Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác. Hiện tại công ty quần áo Nguyên Nguyễn đã đưa ra các thông báo hủy đơn hàng đến người mua và các cửa hàng trực tuyến của họ cũng đã bị đóng cửa. Hiện tại người hâm mộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang bàn tán sôi nổi về vấn đề này. Ngoài ra còn có thêm một số tranh cãi xoay quanh vụ kiện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Người hâm mộ của cả hai đang nhấn mạnh trong các bình luận rằng họ là hai trường hợp khác nhau và hoàn toàn không có liên quan. Đương nhiên, đây là hai vụ kiện hoàn toàn riêng rẽ đến từ hai nguyên đơn. Vụ kiện của Tiêu Chiến và vụ kiện của Vương Nhất Bác đối với công ty quần áo Nguyên Nguyễn không có liên quan đến nhau. Hai vụ kiện này chỉ xuất phát chung lý do, đó là công ty quần áo Nguyên Nguyễn đã vi phạm quyền hình ảnh trên Internet của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trên thực tế, những vụ kiện như thế này trong giới giải trí vốn là vấn đề thường xuyên xảy ra. Hầu như những nghệ sĩ nổi tiếng đều bị các cá nhân hoặc tổ chức nào đó lợi dụng tên tuổi hình ảnh để thu lợi bất chính. Hiện nay, người hâm mộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang rất ủng hộ hai nghệ sĩ thẳng tay xử lý nghiêm tình trạng trên. Từ năm 2021 đến nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã tiến hành một số vụ kiện liên quan đến quyền hình ảnh của họ. Hiện nay, người hâm mộ của cả hai bên có quá nhiều, do đó rất nhiều cá nhân tổ chức muốn lợi dụng sự nổi tiếng của họ để kiếm tiền. Những hành động trái pháp luật này cần được xử lý nghiêm